Xin chào các em. Trong chương trình tiểu học thì các em đã được học với số tự nhiên. Các em đã rất là thành thạo đối với phép tính cộng trừ nhân chia số tự nhiên. Nhưng lên lớp 6 thì các em lại được làm quen với một tập số hoàn toàn mới, đó là tập hợp số nguyên. Trong quá trình giảng dạy thì cô thấy rằng có rất nhiều bạn thậm chí đã học lên đến lớp 7, lớp 8 và thậm chí là lên lớp 9. Nhưng các em vẫn chưa hiểu rõ được cái quy tắc cộng trừ nhân chia số nguyên. Do đó mà mặc dù với những cái phép tính, với những con số nguyên rất là nhỏ, nhưng các em cũng không tự tin để nhẩm, để tính nhẩm mà phải lạm dụng máy tính rất là nhiều. Vì vậy mà ngày hôm nay cô sẽ đưa ra một số cái mẹo để các em có thể hiểu rõ và áp dụng một cách thành thạo cái quy tắc cộng trừ nhân chia số nguyên, để các em có thể tính toán thành thạo đối với tập số nguyên như với tập số tự nhiên mà các em đã được học. Thì sau đây cô sẽ đưa ra một số mẹo để chúng ta có thể tính toán trên tập số nguyên. Thì các phép tính trên tập số nguyên cũng giống như các phép tính trên tập số tự nhiên, cũng sẽ gồm 4 phép tính cơ bản, đó là cộng, trừ, nhân, chia. Thì chúng ta đi vào phép tính số 1. Chúng ta vào 1 la mã kiến thức cần nhớ. Chúng ta đi vào phép tính đầu tiên, đó là phép cộng hai số nguyên. Một nhỏ phép cộng hai số nguyên. Thì như chúng ta đã biết, số nguyên gồm có số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu trường hợp số 1, đó là phép cộng với số 0. Phép cộng với số 0. Thì số 0 không là số nguyên âm và cũng không là số nguyên dương. Phép cộng với số 0 thì hoàn toàn với giống với số tự nhiên, thì mọi số nguyên khi đem cộng với 0 thì đều cho kết quả bằng chính nó. Tức là số nguyên A khi đem cộng với 0 thì cũng bằng số 0 cộng với số nguyên A và chính bằng A. Đấy, phép cộng có tính chất giao hoán. Do đó mà A cộng 0 thì cũng bằng 0 cộng A và luôn bằng A. Đấy, tức là mọi số nguyên đem cộng với 0 thì được kết quả đều bằng chính nó. Sang đến trường hợp thứ 2, đó là phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Thì quy tắc sẽ cộng như sau. Khi cộng hai số nguyên cùng dấu thì ta sẽ đem cộng hai số đó với nhau. Cộng hai số đó với nhau. Không quan tâm đến dấu. Được kết quả bao nhiêu thì bước tiếp theo ta sẽ viết trước kết quả dấu chung của cả hai số. Cô lấy ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ số 1, 5 cộng 3. Thì 5 cộng 3, 5 là số nguyên dương và 3 cũng là số nguyên dương. Vậy đây là hai số nguyên cùng dấu dương, đúng không nhỉ? Thì bước số 1 chúng ta sẽ đem cộng hai số đó với nhau và không quan tâm đến dấu của chúng. Tức là hai số này ở đây sẽ là 5 và số 3. Thì cô sẽ lấy 5 cộng 3, 5 cộng 3 thì là hai số tự nhiên. Vậy được kết quả là bằng 8. Bước tiếp theo cô sẽ viết trước kết quả dấu chung của cả hai số. Thì dấu của hai số này, hai số này là hai số nguyên dương nên dấu của nó sẽ là dấu dương. Do đó mà cô sẽ viết trước kết quả dấu của nó là dấu dương, là dương 8. Và dương 8 thì người ta chỉ viết là 8 và bỏ quy ước là bỏ dấu dương đằng trước đi. Đúng chứ nhỉ? Đấy. Vậy thì thực chất
là cộng hai số nguyên dương cũng giống như cộng hai số tự nhiên, đúng nhỉ? Đấy. Tương tự 10 năm cộng 3 thì hiển nhiên đây là hai số nguyên dương mang cùng dấu dương và cũng chính là hai số tự nhiên. Do đó mà mình cộng như đối với cộng với số tự nhiên là chính bằng 18. Ta sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là âm 5. Cô đem cộng với âm 7. Âm 5 cộng với âm 7. Âm 5 là số nguyên âm, âm 7 cũng là số nguyên âm. Vậy là hai số này là hai số nguyên cùng mang dấu âm. Đấy. Thì bước số 1, chúng ta đem cộng hai số đó với nhau và không quan tâm đến dấu của nó. Thì hai số ở đây chính là số 5 và số 7. Ta sẽ đem 5 cộng với 7 là bằng 10, 12. Được kết quả bao nhiêu thì bước tiếp theo ta sẽ viết trước kết quả dấu chung của cả hai số. Thì dấu chung của cả hai số này là hai số nguyên âm nên dấu chung của nó sẽ là dấu âm. Do đó mà cô viết trước kết quả dấu âm. Vậy là kết quả của phép tính âm 5 cộng âm 7 chính bằng âm 12. Tương tự, cô lấy một ví dụ nữa là âm 15 cộng với âm 19. Thì âm 15 cộng âm 19 thì âm 15 và âm 19 là hai số nguyên cùng mang dấu là dấu âm. Vậy thì bước số 1 ta sẽ đem, ta không quan tâm đến dấu của nó mà ta cộng hai số đó lại với nhau. Vậy thì không quan tâm đến dấu thì hai số đây chính là 15 và 19. Ta lấy 15 cộng 19. 15 cộng 19 chính là hai số tự nhiên, 15 cộng 19 thì hiển nhiên các em sẽ nhẩm được chính là bằng 34. Được kết quả bao nhiêu thì bước tiếp theo, bước số 2 là ta viết trước kết quả dấu chung của cả hai số. Thì dấu chung của hai số này là hai số nguyên âm, do đó mà dấu của nó là dấu âm. Do đó mà ta viết trước kết quả số 30, kết quả của mình là 34, dấu âm. Vậy là kết quả của phép tính âm 15 cộng âm 19 chính bằng âm 34. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy là quy tắc của cộng hai số nguyên cùng dấu. Chúng ta sang trường hợp thứ 3, đó là phép cộng hai số nguyên trái dấu hay chính là khác dấu. Hai số nguyên trái dấu. Trái dấu tức là một thằng sẽ mang dấu dương thì thằng còn lại sẽ mang dấu âm, đúng không nhỉ? Thì quy tắc như sau. Quy tắc. Thì bước số 1 ta cũng không quan tâm đến dấu của hai số. Nhớ là không quan tâm đến dấu của hai số đó. Ta đem lấy số lớn trừ đi số bé. Tức em số lớn trừ đi số bé. Bước số 2 được kết quả bao nhiêu trong phép bước số 1 thì ta sẽ viết trước kết quả. Viết trước kết quả của bước 1 dấu của số lớn hơn. Dấu của số lớn hơn trong hai số. Cô lấy ví dụ. Ví dụ 1 cộng là âm 5 cộng với 16. Âm 5 cộng 16. Thì âm 5 ở đây là dấu số nguyên âm, đúng không nhỉ? Cộng với 16, 16 ở đây là số nguyên dương và dấu cộng này chính là phép tính cộng, đúng không nhỉ? Vậy là âm 5 và 16 là hai số nguyên trái dấu. Thế thì bước số 1, mình không quan tâm đến dấu của hai số đó, tức là mình bỏ cái dấu âm của số 5 này đi và số 16 thì vẫn là dấu dương thì vẫn bỏ ra giữ nguyên, đúng nhỉ? Bỏ dấu dương đi thì vẫn là 16. Vậy thì ta lấy số lớn trừ số bé, khi bỏ dấu đi thì lúc này số lớn ở đây là 16, đúng nhỉ? Còn số bé sẽ là 5.
Lấy số lớn trừ số bé, tức là lấy 16 trừ đi 5 là bằng 10, 11. Đúng chưa? 16 trừ 5 là hai số tự nhiên. 16 trừ 5 bằng 11. Bước số 2, viết trước kết quả dấu của số lớn hơn. Số lớn hơn trong hai số này là số 5 và số 16, thì số 16 là số lớn hơn. Vậy là mình sẽ viết trước kết quả này dấu của số 16. Số 16 là số nguyên dương, vậy dấu của nó là dấu dương. Do đó mà trước kết quả này sẽ là dấu dương. Dương 11 thì mình chỉ viết là 11. Vậy là kết quả của phép tính âm 5 cộng 16 chính là 10, 11. Các em hiểu chưa nhỉ? Chúng ta sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là âm 19 cộng với 3. Âm 19 cộng với 3. Bước số 1, không quan tâm đến dấu của hai số đó, không quan tâm đến dấu của hai số này. Hai số nguyên âm là âm 19 và số nguyên dương là 3. Bây giờ mình không quan tâm, tức là mình bỏ dấu đi, thì mình sẽ được hai số là 19 và 3. Đúng chưa nhỉ? Thì 19 và 3 thì hiển nhiên số 19 là số lớn hơn số 3, đúng chưa nhỉ? Ta lấy số lớn trừ số bé, tức là lấy 19 trừ đi 3 là bằng 16. Đúng chưa? 19 trừ 3 là hai số tự nhiên là bằng 16. Bước số 2, viết trước kết quả dấu của số lớn hơn. Viết trước kết quả dấu của số lớn hơn. Số lớn hơn ở đây mình nói vừa nói rồi là số 19. Dấu của nó chính là dấu gì nhỉ? Dấu âm, đúng chưa? Vậy trước kết quả mình sẽ viết dấu âm. Vậy là kết quả của phép tính âm 19 cộng 3 là bằng âm 10, 16. Các em hiểu chưa nhỉ? Cô lấy tiếp một ví dụ số 3 nữa để cho mình hiểu nha. Ví dụ số 3, 25 cộng với âm 31. 25 cộng âm 31 thì 25 là số nguyên dương và âm 31 là số nguyên âm. Bước số 1, không quan tâm đến dấu của hai số đó, vậy là mình che dấu đi. Che dấu đi thì mình được hai số đây chính là 25 và 31. Thì số 31 sẽ là hiển nhiên là lớn hơn 25. Cô xin lỗi, 31 sẽ lớn hơn 25. Vậy là mình sẽ lấy số lớn trừ số bé, tức là lấy 31 trừ 25 thì hiển nhiên mình sẽ nhận được là bằng 6, đúng không nhỉ? Bước số 2 là viết trước kết quả dấu của số lớn hơn. Dấu của số lớn hơn là số 31, vậy là dấu của nó đây, dấu của nó là dấu âm, vậy là kết quả mình viết trước kết quả dấu âm. Vậy là 25 cộng với âm 31 sẽ bằng âm 6. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy. Đấy là phép cộng. Chúng ta chuyển sang phép trừ. Phép tính số 2. Hai nhỏ là phép trừ hai số nguyên. Thì phép trừ thực chất là phép cộng với số đối của nó, tức là số nguyên A đem trừ cho số nguyên B thì cũng chính bằng A cộng với số đối của số B. Số nguyên B, số đối là dấu trừ B, đúng không nhỉ? A trừ B thì bằng A cộng với trừ B. Vậy là phép trừ thì hoàn toàn được đưa về phép cộng. Do đó mà khi trừ hai số nguyên thì mình sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng và mình áp dụng quy tắc cộng như trong phép tính cộng mà cô vừa hướng dẫn. Chúng ta áp dụng đúng các quy tắc như vậy. Ví dụ, cô này ví dụ số 1. 5 trừ 7. 3. 5 trừ 7 là số nguyên 5 trừ đi số 7. Thì cô sẽ viết thành phép cộng, đó là 5 cộng với số đối của 7. Số đối của 7 là âm 7. Vậy là 5 cộng âm 7, lúc này mình đưa được về phép tính cộng hai số nguyên. Số nguyên thứ nhất là 5 và số nguyên thứ hai là âm 7. Vậy 5 là số nguyên dương, âm 7 là số nguyên âm. Vậy là hai số nguyên này là hai số nguyên trái dấu. Trái dấu thì mình sẽ lấy số lớn, tức là không quan tâm đến dấu, bỏ dấu đi, thì hai số ở đây chính là 5 và 7. Mình lấy số lớn là 7 trừ 5 là bằng 2. Viết trước kết quả dấu của số lớn. Dấu của số lớn là số 7, vậy là dấu của nó sẽ là dấu trừ. Vậy là 5 trừ 7 được kết quả bằng âm 2. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Ví dụ số 2.
Ví dụ số 2, 13 trừ đi trừ 17 nào. Đây là phép trừ. 13 trừ đi trừ 17, phép trừ hai số nguyên. Cô sẽ chuyển thành phép cộng là 13, cô đem cộng với số đối của âm 17 chính là 10, 17. Vậy nào, đến đây 13 trừ âm 17 chính bằng 13 cộng 17. 13 cộng 17 là hai số nguyên cùng dấu đúng nhỉ? Mình cộng kết quả lại với nhau, không quan tâm đến dấu, và viết trước kết quả thì đây chính là dấu dương, đúng chưa? 13 và 17. Vậy là 13 và 17 cũng chính là hai số tự nhiên, đó mình hoàn toàn có thể nhận được kết quả bằng 30. Ví dụ số 3. Cô lấy ví dụ số 3 là âm 15 trừ đi âm 23. Âm 15 trừ đi âm 23. Thì đây là phép trừ hai số nguyên là âm 15 và âm 23. Cô sẽ chuyển thành phép cộng. Âm 15 cộng với số đối của âm 23 chính là 23. Vậy là lúc này mình sẽ đưa về phép cộng hai số nguyên là âm 15 và 23 là hai số nguyên trái dấu. Vậy là cô sẽ bước 1 là gì? Che dấu đi, không quan tâm đến dấu. Vậy thì hai số đây chính là 23 và 15. Trái dấu thì mình lấy số lớn trừ số bé là bằng 8, đúng không nhỉ? Viết trước kết quả dấu của số lớn, dấu của số lớn là số 23, vậy là dấu sẽ là dấu dương. Vậy kết quả của phép tính âm 15 trừ đi trừ 23 chính bằng 8. Các bạn hiểu chưa? Đấy là phép trừ. Chúng ta sang phép tính số 3, đó là phép nhân. Phép nhân hai số nguyên. Phép nhân hai số nguyên thì mình có quy tắc dấu, mình phải nắm được quy tắc dấu. Thì chúng ta nhớ cho cô quy tắc dấu này, đó là dấu âm đem nhân với dấu âm thì sẽ được kết quả là dấu dương. Đấy. Dấu dương nhân với dấu âm thì sẽ được kết quả là dấu âm. Và tương tự là dấu âm nhân với dấu dương thì kết quả cũng được dấu âm. Dấu dương nhân với dấu dương thì kết quả sẽ được là dấu dương. Đấy. Đây chính là quy tắc dấu. Và phát biểu thành lời là gì? Hai số nguyên mà cùng dấu, đúng nhỉ? Cùng dấu là cùng dấu âm này, hoặc là cùng dấu dương thì đem nhân với nhau sẽ được kết quả là dương. Còn hai số nguyên trái dấu là một thằng là dương với một thằng là âm, hoặc là một thằng âm với một thằng dương thì đem nhân với nhau được kết quả là thằng âm, đúng chưa? Vậy là cùng dấu thì nhân với nhau sẽ được kết quả là dương, và trái dấu thì nhân với nhau sẽ được kết quả là âm. Thì áp dụng quy tắc dấu này thì mình sẽ làm phép nhân như sau. Cô lấy ví dụ 1. Âm 5 nhân với âm 9. Âm 5 nhân âm 9. Vậy là gì? Hai số này là hai số nguyên âm, đúng không nhỉ? Vậy là âm nhân âm thì sẽ được kết quả là dương, đúng chưa? Đấy, đầu tiên mình sẽ nhân dấu trước. Dấu âm nhân dấu âm là được kết quả là dương. Và tiếp theo là con số 5 nhân 9 là bằng 45. Đấy, vậy kết quả là 45. Ví dụ số 2 là 7 nhân 6. 7 nhân 6 thì đây là hai số, đây là dương nhân dương, kết quả sẽ là dương. Và 7 nhân 6 là bằng 42. Bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Ví dụ số 3 là âm 9, cô đem nhân với 8. Âm 9 nhân với 8, âm 9 là dấu âm, nhân với 8 là dấu dương. Vậy là âm nhân dương thì kết quả sẽ là âm. Và cô đem lấy 9 nhân 8 thì chính bằng 72. Vậy là dấu của cô đây chính là dấu âm, kết quả bằng âm 72. Đấy. Ví dụ số 4. 9 cô đem nhân với âm 12. 9 nhân âm 12 thì
Đầu tiên cô cũng sẽ xác định dấu trước là gì? 9 là dấu dương, đem nhân với âm 12 là dấu âm. Vậy dương nhân âm thì kết quả của cô chắc chắn là dấu âm đã. Sau đó cô chỉ việc nhân số với nhau thôi. Đầu tiên cô bước đầu tiên cô sẽ nhân dấu. Bước thứ hai là cô nhân số. 9 x 12 là bằng 108. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Cô lấy một ví dụ nữa nha cho các bạn hiểu này. Ví dụ như âm 3 nhân với cả 15 đi, âm 3 nhân 15. Âm 3 nhân 15 thì dấu ở đây là âm 3 là dấu âm, 15 sẽ là dấu dương, đúng không nhỉ? Vậy bước đầu tiên cô sẽ nhân dấu âm nhân với dương. Âm và dương là hai dấu trái dấu, vậy kết quả sẽ là âm, đúng chưa? Và tiếp theo cô chỉ việc lấy số 3 nhân với 15 là bằng 45, vậy kết quả bằng âm 45. Các em hiểu quy tắc nhân chưa nhỉ? Quy tắc nhân là gì? Bước số 1. Bước 1 là mình nhân dấu, đúng không nhỉ? Nhân dấu theo quy tắc dấu, đúng chưa? Quy tắc dấu tức là âm nhân âm thì bằng dương, dương nhân dương bằng dương, âm nhân dương thì bằng âm, và âm dương nhân âm bằng âm. Tức là cùng dấu thì nhân với nhau sẽ được kết quả dương, và trái dấu thì kết quả âm. Sau đó mình chỉ bước thứ hai mình chỉ việc nhân số thôi, đúng không nhỉ? Nhân số với số. Đấy, thì chúng ta sẽ được kết quả. Đây là phép nhân. Phép chia 4 là phép chia hai số nguyên. Phép chia thì hoàn toàn giống như phép nhân. Mình cũng sẽ có quy tắc dấu là dương, mà đem chia cho dương, dấu dương, đem chia cho dấu dương thì được kết quả là dấu dương. Âm, đem chia cho âm thì kết quả cũng sẽ là dương. Và dương chia cho âm thì kết quả là âm. Và âm chia cho dương thì kết quả cũng là âm. Tức là hai số mà cùng dấu, cùng dương hoặc cùng âm đem chia cho nhau thì kết quả sẽ là mang dấu dương. Còn hai số trái dấu, một thằng âm chia cho một thằng dương thì được kết quả là âm, hoặc một thằng dương chia cho một thằng âm thì kết quả cũng sẽ là âm. Đấy. Và các bước thực hiện của phép chia mình cũng sẽ làm tương tự như phép nhân. Đó là gì? Bước số 1 mình sẽ chia dấu trước, đúng không nhỉ? Chia dấu với dấu bằng cách áp dụng quy tắc dấu vừa cô vừa nhắc, đúng không nhỉ? Bước 2 đó là gì? Chia số cho số. Đấy, hoàn toàn như phép nhân. Cô lấy ví dụ 1. Âm 72 chia cho 9. Âm 72 chia cho 9. Bước 1 chia dấu với dấu. Dấu của âm 72 là dấu âm. Dấu của 9 là dấu dương. Vậy là âm chia dương kết quả sẽ được dấu âm. Sau đó bước số 2 chỉ việc chia hai số tự nhiên cho nhau. Đó là 72 chia 9 là bằng 8. Vậy kết quả bằng âm 8. Yeah. Ví dụ số 2. 64 đem chia cho 4 thì 64 là số nguyên dương, 4 cũng là số nguyên dương. Mình có thể áp dụng quy tắc chia số nguyên, đó là gì? Đầu tiên mình sẽ chia dương cho dương, dấu dương chia dấu dương được kết quả là dương, đúng chưa? Và 64 chia 4 thì được kết quả bằng 16, vậy là bằng dương 16. Hay mình có thể viết bỏ dấu dương đi là 16. Đúng nhỉ? Cách thứ hai thì 64 và 4 là hai số nguyên dương hay cũng chính là hai số tự nhiên thì mình cũng áp dụng được quy tắc chia hai số tự nhiên, cũng lấy 64 chia 4 kết quả cũng bằng 16. Đúng nhỉ? Ví dụ số 3. Ví dụ số 3 là 85. Cô đem chia cho âm 5. 85 là số nguyên dương mang dấu dương. Âm 5 là số nguyên âm mang dấu âm. Vậy bước đầu tiên cô sẽ chia dấu với dấu. Chia dấu. Bước đầu tiên này cô sẽ chia dấu với dấu. Thì cô sẽ lấy dấu dương chia dấu âm. Dương chia âm là hai dấu
trái dấu đúng không nhỉ? Dương và âm là trái dấu chia nhau được kết quả là âm. Bước số 2 cô sẽ đem chia số cho số. Cô lấy 85 chia cho 5. 85 chia cho 5 được 8 chia 5 được 1 nha. Vậy là bằng 17. Vậy cô được kết quả là âm 17. Đấy. Em hiểu chưa nhỉ? Cô lấy một ví dụ nữa nha. Ví dụ số 4. Âm 16 đem chia cho âm 4. Âm 16 chia âm 4. Âm 16 là số nguyên âm, âm 4 là số nguyên âm. Vậy là dấu ở đây sẽ là dấu âm chia dấu âm. Âm chia âm là hai cùng hai số cùng dấu. Vậy được kết quả sẽ là dấu dương. Tiếp theo lấy số là 16 chia 4. 16 chia 4 được 4 lần. Vậy là bằng dương 4 hay chính là 4. Em hiểu chưa nhỉ? Vậy là bước 1 của mình là đem chia dấu với dấu để xác định dấu của kết quả của thương đúng không nhỉ? Bước số 2 là mình không quan tâm đến dấu nữa mà mình chỉ việc chia số cho số thôi. Đấy. Vậy là như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em xong 4 cái quy tắc tương đương với 4 phép tính cộng trừ nhân chia số nguyên. Chúc các em có thể thành thạo trong cái phép tính trên tập số nguyên. Xin chào các em.